Tít tít tít. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Hôm qua mình đã đăng một cái video về dự đoán N3 uh, của tháng 12 năm 2020 này và rất là nhiều bạn comment ở phần dưới. Thầy ơi thầy làm về N2 đi. Và thế nào mình đã dành cả buổi sáng ngày hôm nay, 4 tiếng đồng hồ để tìm hiểu lại những cái đề của các năm trước và dự đoán xem đề N2 năm nay có những gì. Và không để các bạn chờ lâu thì chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhá. Ok. Nào. Hey. Trước tiên chúng ta vào phần đọc chữ Hán này Chữ đầu tiên là Itamu Itamu ở đây có nghĩa là hỏng là thối các bạn nhé ừ, Không phải làm đau gì đâu Itamu chữ Hán này nó như thế này nhá Ok Đấy. Tiếp theo Ichidan to Tức là hơn hẳn luôn Các bạn nhá Hơn hẳn Các bạn nhìn thấy Ichidan là Ichidan, Nidan, Sandan như kiểu một bậc, hai bậc, hai bậc, ba bậc á Tức là nhảy phát lên tận một bậc như này chắc chắn là nó phải hơn hẳn rồi Đúng không nào Hãy tiếp theo Thema ừ, Thema của chúng ta là thời gian công sức nhá Hai, thế mà tốn thời gian và công sức nào Hai, Tiếp theo đó là Căng Căng ở đây có nghĩa là trực giác các bạn ạ Ví dụ như chúng ta có con này Căng nó à Căng gã sứ đổi, Tức là gì nhỉ? Trực giác của cô ấy rất là nhạy bén Nhớ chưa Ok Hi vọng năm nay sẽ xuất hiện từ này Tiếp theo Bà suy Của sao năm chúng ta là bà suy Bà suy tức là chích ra Ví dụ những cái nội dung là trong sách đấy chúng ta chích nó ra Thì chúng ta gọi là bà Bằng vậy là in nhiều sử dụng Ok nhá hay, tiếp theo Chúng ta chuyển sang môn này số 2 này Kuzo Kuzo có nghĩa là phàn nàn các bạn nhé Đấy. Tiếp theo Usui là mỏng rồi đúng không Tiếp theo Kureru Kureru Trong câu này nó mang nghĩa là trời tối Hi ga kureru Ok chưa Hãy tiếp theo Ato Ato cũng là, là dấu vết Các bạn nhé Đấy. Chữ hắn này là Ato nhớ nhá Ok Tiếp theo Kento Kento ở đây có nghĩa là dự đoán Ví dụ chúng ta dự đoán cái gì đó thì chúng ta sẽ nói Kento tsukeru Hoặc là chúng ta không dùng tsukeru mà chúng ta dùng gì? Cự đúng không? Kento ga tsukanai Tức là gì nhỉ? Không dự đoán chưa Hay là đoán trượt Được chưa nào? Hay là đoán không đúng đấy Được chưa nào? Tiếp theo, phần tiếp theo là phần ba chữ Hán Đúng không? Tiền tố hậu tố ấy. Được nào? Đấy. Chữ đầu tiên thì chúng ta chỉ thấy một chữ mê đúng không? Hay. Mê và bên cạnh chúng ta sẽ có thấy một từ nữa Chữ đó là mitame Cái từ này rất hay dùng Mitame có nghĩa là vẻ bề ngoài, ok nào, vẻ bề ngoài. Tiếp theo, càng, càng đây chúng ta thầy ghép cho các bạn một từ đó là từ Sonzai dai càng, son dai càng có nghĩa là gì nhỉ? Sự hiện diện, thế nào? Sonzai dai Tiếp theo đó là từ Moto tọ, để cho và thầy đã ghép cho các bạn một từ đó là từ Moto tọ đó là gì nhỉ? cứ cự cái gì đó, cự bộ trưởng, dayzin là bộ trưởng, để thế nào? Hay, hay tiếp theo đó là phần điền vào chỗ trống được nè orientation chưa nào? có nghĩa là buổi định hướng thế nào ví dụ chúng ta có từ orientation ni sang ka đự khi mà các bạn bắt đầu vào một công ty hay nào vào một cái tổ chức nào đó hay nào vào trường đại học chẳng hạn thì thường người sẽ người ta sẽ tổ chức một cái buổi định hướng cho các bạn Đấy chưa và các bạn phải tham gia buổi định hướng đó để biết là gì chúng ta phải làm như thế nào được chưa tiếp theo ba từ vựng không? Social new tức là tổng thu nhập số này chữ tổng được chứ nào? Đấy, tiếp theo, nani ghe này, nani này có nghĩa là vô tình không cố ý, vô tình thôi. Anh Hay ta có một câu như thế này nhá. Nani ghe này, một câu đó để tôi Tức là gì nhỉ? Tôi đã lỡ làm tổn thương đến bạn bởi một lời nói vô tình, đúng không? Cô niu sư cô ở đây bằng với lại cao, có nghĩa là mua các bạn nhá. Okay, chưa? À, tiếp theo mang gai chị mang gai chị ngộ nhỡ thì thế này, hay là để phòng thân, để phòng trường hợp cái gì đó thì thế này thì thế nào? Hãy à, tiếp theo golditeki, tiki có nghĩa là mang tính hợp lý các bạn nhé. Hãy, hãy. Ê... Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần đó là phần tìm từ đồng nghĩa. Trước tiên thầy cho năm từ sau đây. 아라유르, 아라유르 có nghĩa là tất cả, nó bằng với làすべて các bạn nhé.

Tiếp theo Iseni Iseni có nghĩa là gì? Cùng lúc đồng loạt Bằng vậy là Isoni Isoni Ok chưa? Hãy chúng ta chuyển phần này đặt câu ạ Được chưa nào? Hãy Chữ đầu tiên đó là Tenkai suru Tenkai sư Tenkai để cũng là triển khai làm vấn đề gì đó Được chưa nào? Hoặc là thầy đã cho đưa cho một ví dụ cho các bạn xem đây Đúng không? Ano group wa Đúng không? Tsugi tsugi ni Atarashi shouhin no Tenkai sasete iku Tức là cái nhóm đó liên tiếp tsugi tsugi ni tức là liên tiếp đúng không? liên tiếp triển khai việc buôn bán mới để chưa nào hay thứ hai thứ hai đó là tsukaru tsukaru tức là ngâm mình vào chìm mình vào để chưa nào hay hay là chúng ta có ví dụ là onsen ni tsukatte tsukare o toru có nghĩa là gì nhỉ ngâm mình vào suối nước nóng để để làm gì để giải tỏa sự mệt mỏi bạn nhá hay tsukare o toru ok chưa hay tiếp theo sorezo

tức là nghiêm túc chuyên tâm vào công việc được chưa nào chuyên tâm vào việc học được đúng, bên kia nó đi tôi đi cùng ok à, câu số ba mươi omoi ga ke nai omoi ga ke tức là không ngờ tới việc gì đó không ngờ à, omoi mà nhớ đây ừ, ga ke không ngờ ok chưa ví dụ là chichi ga nakunari omoi ga ke nai zai san ga haita. tức là bố mất một tài sản không ngờ tới đã vào tay mình hay tạ thế nào hay vậy là chúng ta đã xong phần từ vựng rồi các bạn à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần ngữ pháp ok trong phần ngữ pháp này thì sẽ có từ câu 31 đến câu 42 các bạn nhé từ câu 43 đến câu 47 là phần sau thầy không làm thầy chỉ làm từ 31 đến 42 thôi hay câu số 31 thì chúng ta có mẫu của nó là te hajimete te hajimete có nghĩa là kể từ sau khi thì mới thì mới thì thì mới nhận ra được rằng thì mới hiểu ra được rằng thì mới thấu hiểu được một cái điều gì đó mà trước từ trước nay mình không biết thế nào ví dụ như thế này nhá kaisein ni natte hazimete o kasegu o mananda kể từ sau khi trở thành nhân viên thì tôi đã học được sự vất vả của việc kiếm tiền nha ngày trước số ngày ăn bán rồi đúng không <laughs> nên là không hiểu được cái sự vất vả của kiếm tiền của bố mẹ như thế nào nào hãy số ba hai này nai cô anai tức là gì không phải là không để thế nào hay ví dụ như này sono okashi wa mitame wa yoku nai ga taberare nai koto wa nakatta để thế nào hay cái kẹo đó nhìn đúng không hay mới nhìn thôi à, mitame hoặc là trông vẻ bề ngoài thì thì không ngon yoku nai đúng không oishiku nai cả là yoku nai nhưng mà không phải là không ăn được được chưa nào hay tiếp theo động từ vê tạ cự nó ám chỉ ý nghĩa là sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ nhận được một kết quả xấu nhá yeah. ok ví dụ như thế này so chỗ cả là so là từ sáng sớm được nhá từ buổi sáng so chỗ cả là -ra naranda agiku đấy uri kire de cô nêu sự được của tức là sau sau khi xếp hàng buổi sáng, nó sau khi xếp hàng từ buổi sáng thì cuối cùng tôi đã không mua được bởi vì người ta đã bán hết rồi. Núi đi kì đê là bán hết Được chưa nào Hay Câu số ba mươi này Nani nani ni shiro Ni shiro đúng không nào Có nghĩa là gì nhỉ Cho dù thế này Cho dù thế kia các bạn nhé Ví dụ trong câu này Kekonshiki ni Suseki ni Suru ni shiro Kesseki ni Suru ni shiro Henshiwa Dasubeki da Tức là gì Cho dù anh có đi Hay là không đi Anh có mặt Hay là gì nào Vắng mặt Trong buổi lễ kết hôn Thì anh cũng phải trả lời Đúng không Anh phải đưa ra câu trả lời Được chưa nào hay câu số 35 này Kakete wa Đấy chưa nào? Kakete wa Riêng về cái mặt này thì thế nào đó Ví dụ này Chichi kuruma ni kakawaru koto ni Tức là gì nhỉ? Riêng về cái mặt liên quan đến ô tô ạ Đúng không? Những công việc liên quan đến ô tô ạ Thì bố tôi gì nhỉ? Rõ hơn bất cứ ai hết Đấy chưa nào? Kuwashi tức là rõ, hiểu rõ Đấy chưa nào? Hay, câu số 36 về monoda ừ, Câu này có nghĩa là vốn dĩ nó là thế này rồi Để chứ nào, cái bản chất nó là như vậy rồi nhá Ok hãy Ví dụ là Akambo wa naku mono da kara Stress ni kanjite wa ikenai Đó. Hay, Ê, Trẻ con á Trẻ con thì vốn dĩ là nó luôn khóc rồi Nên là gì nhỉ Không được stress vì cái vấn đề đấy Để chứ nào hãy Câu số 37 Kara to yu to Kara to yu to Có nghĩa là xét từ phương diện này mà nói Để cho nào Hay Jishin no Jishin tức là bản thân mình nhá Jishin no keiken kara yu to Nani goto mo kodo ni là gì nhỉ Xét từ cái kinh nghiệm của bản thân mình Để cho nào Thì việc quan trọng là phải Chuyển sang gì nhỉ? chế độ hành động Tức là gì nhỉ Chuyển từ cái suy nghĩ hay là lời nói sang hành động Được chưa nào? Hai câu số 38 này Tê wa idare nai idare Để thế nào? Không thể nào làm thêm được nữa không? Đến mức này rồi thì chúng ta phải làm cái thôi Để thế nào? Câu này rất quan trọng này Sken mo chikai no de Ason wa idare Để thế nào? Có nghĩa là gì đấy? Ừ, kỳ thi cận kề rồi Đúng không? Không thể nào mà chơi được nữa các bạn ạ Ok chưa? hãy câu số 39 này Nuki o nuki ni shite wa hay là ni cũng được nó có nghĩa là gì nhỉ thiếu vắng ai đó hay là nếu mà bỏ qua ai đó bỏ qua cái gì đó thế thế nào ví dụ kareo nukiniste kono projecto susumeru koto wa dekinai là gì cái project này chúng ta sẽ không thể tiến hành được cái dự án này nếu mà bỏ qua anh ấy hay là nếu mà thiếu vắng anh ấy Để thế nào hay có uh, bộ số 40 này Bê masu động từ masu cộng với si đài Đúng không? Để có nghĩa là sau khi được nào? Eh tức là sau khi anh đọc mail này thì hãy trả lời ngay nhé, Để thế nào? Hãy câu số 41 này, ọa kĩ ni wa nó không thể nào mà, được chưa nào? Hãy, này eh tức là, gì? hôm nay tôi đi làm bằng xe máy nên là gì à? Lúc về không thể nào mà đi uống rượu được. Bình thường ở bên Nhật Các bạn tưởng tượng cái tình huống này, gì? Người ta đi tàu điện Người ta đi làm nên là người ta có thể uống rượu đến Chiều đến tối chẳng hạn Người ta đi làm về tối người ta đi uống rượu á Nên là hôm nay đi xe máy nên là không được uống rượu Bởi vì uống rượu thì không được lái xe nữa Được chưa? Đấy, số 42 này Câu này thuộc về phần kính ngữ trong à, quán ăn Được chưa nào? Hay, bạn nào đi quán ăn nhiều sẽ nghe câu này rất là nhiều rồi Đúng không? Mình chốt lại một câu đúng không? Đấy, Gochumon ga okimari <laughs> ni narimashita kira sau khi quý khách quyết định được đồ ăn rồi thì hãy gọi tôi nhé đúng không hãy có chúng ta là ô đúng không hãy quyết định để thế nào kimemas taka nhưng mà người ta hay nói ô kim ok chưa hãy vậy là chúng ta đã xong phần ngữ pháp rồi đúng không còn phần Chokai và độc cai thì giống như là ba thôi mình dự đoán như thế thôi ok thế nào Vâng, trong 42 câu mà thầy đã dự đoán ở đây Hy vọng nó sẽ trúng cho các bạn 5 đến 10 câu Để chúng ta đạt được thêm điểm số 10 đến 15 điểm nữa Giúp chúng ta đỗ trong kỳ thi GRPT tháng 12 này Vâng, à, các bạn hãy gì nhỉ, tham gia kỳ thi MGT à, vào thứ sáu và thứ bảy tuần này nhé Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới Bye bye